cái cầu này thì từ ngày xưa rồi là từ năm 1935 thì nằm lại cầu như thế này, gọi là trên là nhà, dưới là cầu, rồi là thường ra Hà Kiều này, thì chủ yếu là để thờ quan thần linh. Dân người ta ra đây là cầu sức khỏe tài lộc, làm ăn cho nó gặp nhiều may mắn, đi đâu mình muốn đi đâu làm ăn gì việc gì thì ra xin ngài phù hộ độ trì cho mình để mình đi cho nó được thuận lợi trong công việc làm ăn, cho nó gặp nhiều thuận lợi may mắn. Ngày xưa nó là toàn bộ là hồ nước thì nó chảy từ khu vực đồng Bùi kia chảy xuống đây, chảy tất cả ra đây đấy, chảy thông lúc nào nước, ngày xưa nước lúc nào cũng chảy qua cống đây, lúc nào có nước chảy đấy, quanh năm nước chảy vì toàn bộ đằng trên kia nó dồn xuống đây nên là cứ chảy qua đây. Thì ngày xưa không có sau thời kỳ bao cấp, thời kỳ hợp tác, ngày xưa cách đây vài chục năm mới đào cái máng ở ngoài để cho dòng chảy chảy ngoài, thì trong này là thành ao thả cá này. Cá.